Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghiệp nông thôn có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế địa phương và cả nước. Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Công Thương cũng đã dành nhiều chính sách ưu tiên hỗ trợ cho công nghiệp nông thôn phát triển, trong đó có chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, chương trình khuyến công quốc gia, qua đó đã phát huy được thế mạnh địa phương. Đây là những sản phẩm được vinh danh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được Bộ Công Thương công nhận và đã có thương hiệu trên thị trường, được người tiêu dùng trong nước yêu thích và đang hướng đến xuất khẩu. Các sản phẩm thuộc ngành nghề thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông lâm thủy sản, đồ uống, thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí v.v. Nhờ mạnh dạn đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, các sản phẩm này đã có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Cùng với đó, nhờ việc tích cực tham gia vào cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của các doanh nghiệp, hình ảnh vị thế sản phẩm công nghiệp nông thôn đã được nâng cao. Các sản phẩm được sản xuất không dùng hóa chất, đặc biệt là toàn bộ là giữ lại được tất cả các màu thật của sản phẩm. Những cuộc hội chợ này đã mang lại cho chúng tôi là rất là nhiều bổ ích để giới thiệu được trực tiếp tới tay người tiêu dùng về những sản phẩm do chúng tôi sản xuất ra, và muốn rằng là người Việt ý thức được hơn về vấn đề rằng là tiêu dùng cho hàng Việt. Được Bộ Công Thương khởi động từ năm 2010, đến nay qua 2 lần tổ chức, hơn 200 sản phẩm đã được trao giấy chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Việc tổ chức bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu được thực hiện theo 4 cấp gồm cấp huyện, tỉnh, khu vực và cấp quốc gia. Tiêu chí bình chọn của các sản phẩm nông thôn tiêu biểu từng cấp đã được đánh giá cụ thể theo từng nhóm sản phẩm. Thông qua chương trình bình chọn và tôn vinh sản phẩm, các doanh nghiệp đã có sự đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng ra nước ngoài. Lần đầu tiên tôi tham gia cái chương trình khuyến công quốc gia, tôi cũng rất vinh dự được đưa cái sản phẩm đến để trưng bày và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng biết tới cái sản phẩm gốm của Bồ Bát. Khi tôi tham gia được cái chương trình này, qua được một số những người giới thiệu đến và tôi cũng có được một vài đơn hàng xuất sang thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng các sản phẩm công nghiệp nông thôn Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, quy mô sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở còn khiêm tốn, hình thức nhãn mác bao bì sản phẩm chưa được chú trọng. Nhiều doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm tốt nhưng lại chưa tuân thủ và đầy đủ các quy định về môi trường, xử lý chất thải, nên khả năng cạnh tranh còn thấp, sản phẩm công nghiệp nông thôn vẫn chưa có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Để phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp nông thôn, thời gian tới Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục các chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ. Các doanh nghiệp cũng sẽ được quan tâm nhiều hơn trong các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đăng ký thương hiệu, hỗ trợ truyền thông, hỗ trợ triển lãm cũng như tham gia xây dựng các sàn giao dịch điện tử. Thời gian đến thì Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cũng đã có kế hoạch tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ngành vào cuộc. Ví dụ như Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, rồi Phụ nữ, và ở xã thì cả hệ thống chính trị chúng ta vào cuộc làm như thế nào để chung tay cùng với chính sách khuyến công để tác động hiệu quả, cuối cùng vẫn là đối tượng nông nghiệp nông thôn. Có thể thấy, tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, bình chọn, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã động viên khuyến khích những tổ chức cá nhân, các cơ sở công nghiệp nông thôn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm chất lượng cao, đồng thời tạo ra mối liên kết thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh của công nghiệp nông thôn.